Hồi nhỏ đó Pháp Hòa muốn đi tu lắm, nhưng mà gia đình chưa cho. Thì cái bữa nọ Pháp Hòa lên chùa, tóc dài, chưa kịp đi hớt tóc, thì mới nói thôi để con chạy ra tiệm con hớt tóc. Thì sư phụ Pháp Hòa này mới nói con đâu có cần hớt gì đẹp đâu, thường thường con trai thì hớt đơn giản là ngắn gọn, chuyện này nhỏ để thầy hớt cho. Thầy mới lấy cái tông đơ ra thầy hớt. Thì không biết thầy hớt làm sao cái nó trật cái tay của nó, chỏn một cái đường cái tông đơ lên đây là thầy sởn mớ tóc ở phía sau rồi. Nó kỳ quá, bắt đầu thầy mới sửa, thầy chỉnh. Thầy sửa, thầy chỉnh hồi cái tự nhiên thầy cắt sạch sành xanh ở dưới này, mà ở đây nó còn cái dòng tóc vậy nè. Nhìn nó y như là cái miếng dừa mà chụp lên đầu vậy đó. Khi Pháp Hòa đi về nhà thì ba Pháp Hòa thấy cạo hớt cái đầu kỳ cục. Ông mới hỏi ai hớt cái tóc? Nói ông thầy trên chùa. Thì ba Pháp Hòa mới nói hớt gì mà kỳ cục, coi cũng được. Thế thì Pháp Hòa mới nói vậy cạo luôn nha. Cái ông nói chứ để làm chi. Nhưng mà thưa quý vị biết là cạo đầu như vậy là chỉ là gì? Chỉ là do tóc nó hư thôi, chứ có làm lễ quy y xuất gia gì đâu. Nhưng mà ở nhà Pháp Hòa hiểu lầm, cạo như vậy nghĩa là đi tu. Pháp Hòa lợi dụng như vậy và tu luôn. Cho nên rồi lợi dụng cái chuyện đó, vô chùa xin xuất gia luôn. Mà có khoảng thời gian chưa được hứa đó, rất là sợ tóc mọc trở lại, cho nên đi kiếm cái tông cái lưỡi lam đó, sáng nào cũng cạo hết để chắc chắn tóc không mọc lại. Thì ở nhà cứ nghĩ sao tóc lâu mọc, nhưng mà thiệt sự là rất là sợ tóc mọc lại thì mình bị ép ở nhà, không được đi tu. Cho nên lúc đó sáng nào cũng tự lấy cái lưỡi lam cạo lấy, để giữ cái ước nguyện tu hành của mình cho nó trọn. Giờ cũng không muộn. Mặc cái bộ đầm đó mà cạo đầu đẹp hơn nữa. Thì thưa đại chúng là ở đây thì Pháp Hòa cũng nói rồi, có một lần nọ có một cô đó, cổ bị đau bụng, trên đường sanh mà sanh không được, thì không đi được tới cái chỗ để mà sanh. Thì tôn giả Ương Quật Ma La, tức là mình thường được gọi là tôn giả vô não đó, thì nghe tới thì mới sai tôn giả đi đến đó để cầu nguyện cho đứa nhỏ đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn nói bằng cách nào? Đức Thế Tôn nói ông Lợi, ông chú nguyện, nói từ xưa đến nay nếu con chưa có một điều gì lỗi lầm thì tất cả công đức này con xin hồi hướng cho đứa nhỏ này hết, để cho mẹ tròn con vuông. Nói như vậy cái thì tôn giả Ương Quật Ma La giật mình. Bạch Đức Thế Tôn, con không thể nói như vậy được. Tại vì trước kia con là một tội ác, con chặt 100 ngón tay, con xỏ sành chuỗi mà. Nhờ Đức Thế Tôn khai hóa, từ đó con mới biết Phật Pháp con tu, chứ trước đó con chưa phải là người tốt. Thì làm sao con dám nói rằng từ trước đến nay. Đức Thế Tôn nói à, như vậy thì ông nói lại. Kể từ khi con hiểu đạo, thấm nhuần Phật Pháp cho đến giờ phút này, con chưa làm một điều gì xấu ác. Tất cả công đức đó con xin hồi hướng cho cô này và đứa con của cô, nguyện cho mẹ tròn con vuông. Thì quý vị biết nói như vậy xong thì cô đỡ được sanh nhẹ nhàng. Đó là gì? Đó là cái công đức, cái tâm mình hướng về người đó. Cho nên ngày nay không còn Đức Phật thì chúng ta mới thiết cái lễ quy y trước bàn Phật. Nhưng mà thật sự bất cứ giây phút nào có một vị xuất gia, người cư sĩ đó đến gặp xin phát tâm quy y, dù không ở bàn Phật, phát tâm quy vẫn thành, vì chính thân tâm ý họ phát khởi. Pháp Hòa đã từng quy y cho Phật tử ở Phi Trường. Có một lần đi Phật sự ở châu Á, trên đường ghé về Đài Loan, chờ 8 tiếng thì không biết Phật tử bên Đài Loan hay tin, kéo nhau ra mua đồ ăn chay đãi thầy tại Phi Trường. Sau đó rồi ngồi xúm xít nói chuyện xong, quý vị phát tâm quy y. Không lẽ bây giờ mình đi làm gì Khi mà người ta muốn quy y là phải quy liền để không thôi nó hụt. Cho nên Pháp Hòa quy y cho Phật tử ngay phi trường ở Đài Loan. Tại vì sao? Lúc đó tâm họ hướng về Tam Bảo. Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là họ thành. Còn cái chuyện mà ở trước bàn Phật là một nghi lễ để cho nó tác động, để cho nó thành tựu, để cho cái người đó ghi nhớ. Nhưng mà thật sự khi họ, trong giây phút mà họ thật thà như vậy, và có nhiều vị đã khóc trong cái lễ quy y đó, vì họ nghĩ rằng, họ không bao giờ họ nghĩ rằng họ sẽ có ngày này. Nhưng mà Phật Pháp xoay chuyển để cho họ phát tâm. Đây, Pháp Hòa mới nhận một thơ, cái lá thơ của một cô đạo chúa viết cho Pháp Hòa một lá thơ. Trong một chuyện tình cờ con lướt trên YouTube, tự nhiên con thấy tên thầy, và con hiếu kỳ con muốn vô coi thầy nói gì. Mà không ngờ chính bài pháp đầu tiên của thầy đã làm cho con hoàn toàn khai mở. Và từ đó con tiếp tục con nghe bài pháp của thầy suốt mấy tháng nay. Và càng nghe con càng thấy xưa nay con sống trong u mê, trong lầm lạc. Xin thầy hãy giúp cho con làm sao để con đi trên con đường tu tập. Đấy, cái thơ mới gửi ngày hôm qua. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là quy y là sự trở về nương tựa Tam Bảo. Mà cái đứa con mà mình quy cho nó từ trong bụng, rồi mình hướng tâm cho nó từ lúc nó sanh ra, mình dẫn dắt nó đi chùa, mình dạy dỗ cho nó điều thiện, với điều kiện là mình cũng tu như vậy, rồi mình hướng dẫn con như vậy. Quý vị biết cái đứa con mà nó theo mình như vậy trong kinh Phật gọi là con gì không? Con đó gọi là con tùy sanh. Con nó có ba dạng: liệt sanh, tùy sanh và ưu sanh. Liệt sanh là không nói rồi đó. Nghĩa là gì? Đứa con này quá dở. Nghĩa là mình dạy cỡ nào cũng không được, hướng dẫn cỡ nào cũng không xong. Vì sao? Vì đức của mình có thể thiếu, phước nó không đủ. Nó không đủ phước để nó thấy điều thay, mình không đủ đức để cảm hóa nó. Giống như một người quá nghèo mà hỏi lại mượn một người hết tiền để mượn nợ, thì người hết tiền không có cho mượn. Thì cái đứa con đó, đó gọi là đứa con liệt sanh. Từ lúc nhỏ là mình đã thấy được bản chất của nó. Còn cái đứa con mà do mình hướng dẫn, nó gọi là con tùy sanh. Nó đi theo được cái ước nguyện của mình. Còn có những đứa con nó mình không hề làm gì hết, nhưng mà nó có những cái ưu việt, con đó gọi là con ưu sanh. Ba loại con trong kinh Phật dạy như vậy. Nhưng mà bây giờ con ưu sanh thì có kiếm lắm à, con liệt sanh thì tràn đầy. Chợ bây giờ kiếm được đứa con tùy sanh là đã khó rồi. Thế thì nếu chúng ta chưa tu, chúng ta không hướng thiện, thì làm sao con mình nó hướng theo được? Quý vị để ý, nếu mình không thích ăn một cái món đó, từ nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ mua về mình ăn, nó sẽ tùy theo mình luôn. Lớn nên nó cũng biết ăn. Bởi vì từ nhỏ mẹ đâu có mua món đó. Mà thậm chí mẹ thích ăn mà ba không ưa, mẹ tùy ý ba, mẹ không bao giờ mua món đó và ăn món đó, nấu món đó, thì đứa nhỏ đó lớn lên nó cũng không ăn luôn. Nó là như vậy, nó tùy sanh mà. Thì quý vị thấy thức ăn mà còn vậy thì huống chi là cái tâm thức. Cho nên tùy sanh, ưu sanh, liệt sanh, đó là ba dạng con. Vậy thì mình quy y cho con, quy y cho người thân là mình muốn họ tùy sanh. Cái cách sống của mình như vậy, mình muốn con mình như vậy. Mà Pháp Hòa đã từng thấy những đứa nhỏ mà nó quy y, nó tu tập từ trong bụng mẹ đó, nó lớn lên nó lạ lắm. Và dĩ nhiên có những đứa nó khác thường lắm, nghĩa là nó quậy trời ơi đất hỡi lắm. Nhưng mà có những đứa nó rất là làm thiện. Vì sao? Vì cái đức và cái phước của mẹ của nó đầy đủ. Cho nên là mình muốn. Nhưng mà còn cái vấn đề á, còn cái vấn đề là mình quy y xong thầy này, rồi mai chiều mình thấy thầy kia mình thích, mình xây qua mình xin quy lại, rồi để mình có pháp danh lại. Cái điều đó không cần. Trừ trường hợp là vị thầy kia ở quá xa hay là đã mất, hay là vị thầy bổn sư quy y cho mình, chỉ độ cho mình trong cái bước đường quy y, nhưng mà mình học pháp là một cái vị khác, thì mình nhận cái thầy mà dạy pháp cho mình đó là thầy dạy đạo cho mình. Cái đó gọi là thầy cầu pháp. Mình có nhiều thầy lắm chứ không phải chỉ một thầy đâu. Thầy quy y cho mình gọi là thầy bổn sư. Thầy mà mình học hỏi được từ nơi đó là thầy giáo thọ hay là thầy cầu pháp. Đó, giống như vị Phật tử vậy đó. Con nghe thầy, con thích, con muốn làm đệ tử. Thật sự quý vị, dù quý vị không nói, quý vị cũng là đệ tử của Tăng Bảo chứ không phải riêng của một người. Vì mình quy y là quy y Tăng, là tất cả chư Tăng là chung. Và chư Tăng thì có những người dạy mình tụng kinh, có những người dạy mình cách sống, có những người dạy mình giáo lý. Cho nên dù không nói thì mình cũng là đệ tử của hàng Tăng Bảo, chứ không phải riêng của một vị nào. Còn vị nào mình nghe pháp, mình cảm nhận được lời pháp, thì mình nên theo cái lời pháp của vị đó mình tu tập. Mô Phật, kính thưa thầy, trong kinh Vu Lan có câu lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Vậy sao trong kinh Thọ Bát Quan Trai thì có điều thứ 7 cấm nằm giường cao tốt đẹp? Quý vị hiểu câu hỏi ha. Thì trong kinh Vu Lan á, cái đoạn là ngài Mục Liên muốn cứu mẹ thì phải nhân cái mùa an cư kiết hạ xong của chư Tăng thì sắm đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm đệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Tức là nói mình sắm sửa như vậy. Thì cái vị Phật tử này nói trong kinh thì dặn là sắm giường nằm nệm lót, mà tại sao Bát Quan Trai giới thì có cái giới là không được nằm giường cao rộng lớn? Thứ hai, cái này nó khác. Mình cúng dường cho chư Tăng á, nó có 4 thứ cúng. Cái này gọi là tứ sự cúng dường. Một là chỗ ở, hai là áo quần, ba là thức ăn, bốn là thuốc men. Đó gọi là tứ sự cúng dường. 4 thứ mình có thể cúng dường cho một người xuất gia, đó là chỗ ở, áo quần, thực phẩm, thuốc men. Vậy thì ở trong cái bài kinh đó, nguyên văn chữ Hán là sàng phu ngoạ cụ. Sàng phu tức là chỗ giường, cái chỗ nghỉ ngơi. Cụ là cái vật dụng. Cụ thì nó có hai loại, một là nằm thì gọi là ngoạ cụ, còn cái miếng để mình ngồi thì gọi là tọa cụ. Cái đó là mình cúng dường cái phương tiện. Còn nói vấn đề ngủ, không ai cấm mình ngủ trên giường. Nhưng mà cái ngày Bát Quan Trai giới đó là cái ngày mình tập tu của một người xuất gia. Vì vậy cho nên thường thường ở nhà của mình là giường bự lắm. Một mình ngủ có một chút mà, nhưng mà cũng có cái khuynh hướng là mua cái giường bự nằm cho nó thoải mái. Nhưng mà người tu ở trong chùa là nằm cái đơn thôi, cũng đóng thành cái giường vậy đó, cái khoảng cao cỡ cái giường, nhưng mà vừa đủ một người nằm, cho nên gọi là đơn. Đơn là gì? Là đơn chứ độc, là chiếc lẻ đó, đóng cái giường đó vừa đủ nằm, rồi dỡ cái tấm dáng lên thì để mền gối những vật dụng của mình ở dưới, xong đậy lại là thành cái giường. Vừa là cái tủ, vừa là cái giường, cái đó gọi là cái đơn. Cho nên người xuất gia, cho dù mình có đi đến đâu, người ta có cho mình nằm cái giường to, nằm cũng mé à, chứ không phải là mình lăn ớt cái giường. Ví dụ vậy, vì mình phải tập cái đời sống như vậy. Ở đây á, khi mà cúng dường chư Tăng thì trong chữ thì ta dùng vậy đó. Sàng phu có nghĩa là cái giường, cái chỗ ngủ. Ngoạ cụ là thí dụ mền hay là cái gì đó để đủ cho các vị giữ ấm trong khi tu tập. Nhưng mà quý vị biết là cái bản kinh đó đó là nguyên văn bằng tiếng Hán, thì chúng ta dịch cho tiếng Việt bằng một cái thể thơ gọi là thơ Song Thất Lục Bát. Và Hòa Thượng dịch cái bản kinh này là Hòa Thượng Huệ Đăng. Ngài đã chuyển đạt cái bản kinh chữ Hán này qua một thể văn thơ để cho chúng ta tụng cho dễ nhớ, cho nên mới có cái vần âm như vậy đó, phải không? Thức ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sập báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bãi đời sẽ đặng siêu thăng. Vì thí dụ vậy, tức là cái thể thơ ta tụng. Cho nên mình nghe chữ là giường nằm, mình nghĩ là cái giường nó cao rộng gì đó, nhưng thật sự đó là một cái chỗ để nghỉ ngơi, hay là những cái chăn, những cái mền. Nói chung là tứ vật dụng, chứ không có gì gọi là mâu thuẫn. Câu hỏi kế: về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị hòa thượng nói rằng phải có đủ công đức lớn mới dám lắng nghe những phiền não của thế gian. Chúng ta là những người bản thân đầy phiền não này, còn nghe những phiền não nghiệp của phiền não nghiệp của ta dồn với nghiệp của người thì còn ai dám gần mình. Một người bạn muốn tâm sự, nếu vì sợ phiền não mà không dám lắng nghe thì có mâu thuẫn với lời dạy về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm không? Xin Thầy chỉ dạy. Thì cái câu hỏi là, nếu mình nói rằng mình đã nghiệp dày rồi không dám nghe phiền não của người khác, rồi hai người đó mà dồn lại cái mình trở thành ra một người là phiền não từ đầu đến đuôi, thì không ai dám tới gần mình hết. Thưa đại chúng, cái điều này nó đúng thì nó đúng ở phương diện nào? Ở cái phương diện là mình sống cho mình, nói nôm na là mình sống theo cái hạnh tiểu thừa. Còn nếu mình sống theo tâm Bồ Tát thì chúng ta vận dụng cái đời sống của chúng ta vào với những người thân cận. Thôi bây giờ đừng mình đặt cái vấn đề đạo đồ quan bên đi, mình nói một cách rất gần gũi thiết thực thôi, giữa con người với con người. Bây giờ bạn mình có việc muốn tâm sự với mình, không lẽ mình nói chị ơi em xin lỗi, chị đi kiếm người khác để em phiền não dữ lắm. Không lẽ bây giờ mình nói như vậy với người bạn mình sao? Giữa con người với con người, giữa bạn bè mình cũng đâu có nở đâu. Thì mình lắng nghe. Nhưng mà nếu mình có sự tu tập thì cái lắng nghe đó mình có sự chuyển hóa. Ví dụ như mình là cái chỗ cho người ta trút, mình chưa có giúp được gì cho họ hết, ít nhất giây phút đó mình cũng đã giúp cho họ trút ra được những cái nỗi khổ của họ, mặc dù mình chưa có giúp được họ gì hết. Có một cái người đó để cái phone, khi mà ai reo tới là trước hết là cái vị đó, các cái người mà gọi đó sẽ nghe một vài câu trên phone: tôi cảm ơn anh đã gọi cho tôi không bảo đảm nếu anh muốn khóc, tôi không bảo đảm sẽ làm cho anh hết khóc, nhưng tôi xin cho anh mượn đôi vai để anh khóc. Nếu anh muốn nói điều khổ, tôi không bảo đảm tôi làm cho anh ít khổ, nhưng tôi xin nguyện làm người lắng nghe cho anh để anh trút những nỗi khổ. Họ nói mấy câu vậy xong rồi điện thoại nó mới reo, rồi người mới bắt lên. Thì thưa đại chúng là bây giờ nếu như mà nói là phiền não đó, có người nào trong chúng ta ngồi đây mà dám nói là tôi không có phiền não không? Không có. Rồi bây giờ nếu như mà mình cứ nghĩ rằng mình phiền não mà mình không bao giờ mình muốn nghe ai hết, thì thôi đừng nói bạn bè, người thân của mình, con cái của mình, vợ chồng của mình cũng không nghe luôn. Tại thôi ông đừng nói tôi phiền não lắm, phiền não ông lo đi. Rồi giờ con nó bỏ học, nhà trường gọi về, bà vợ mới vừa định nói anh tôi muốn nói chuyện con, thôi bà đừng nói tôi phiền não lắm. Quý vị thấy không? Thì trong cuộc sống này là nội cái chuyện gần trong gia đình thôi là biết bao nhiêu chuyện để lắng nghe nhau rồi. Thì nếu mà không lắng nghe nhau thì làm sao mình hiểu nhau, mà không hiểu nhau thì làm sao có thể sống với nhau được lâu dài. Bây giờ mình khoan nói chuyện người dân nước lã, nội cái người thân của mình trong nhà thôi nè, Rồi con mình nó đi học về nó bị ăn hiếp, nó nói má con có chuyện muốn nói với má, thằng bạn con nó ăn hiếp con đừng nói con, má phiền não lắm. Thì làm sao nó có cơ hội nó trút ra. Cho nên cái điều đó đó, nói là mình phiền não rồi nhiều rồi mình dồn dập những người khác đó, cái đó là cũng đúng, nhưng mà ở cái phần mà là mình chỉ biết cho mình thôi. Nhưng mà mình, nếu mình nói cái sự thật hiện tại trong cuộc sống của chúng ta đây, chúng ta cần làm những người lắng nghe người khác. Và đôi lúc mình cũng muốn người khác lắng nghe mình nữa, khổ lắm. Bây giờ quý vị tưởng thầy tu không khổ à? Khổ không? Khổ lắm chứ. Mình làm dâu có một họ à, mà mình còn rên. Ông thầy cũng làm dâu trăm họ. Tới giờ cả nhà đi ngủ hết rồi, mình then cửa đóng then cài, mình lên mình ngủ. Mà thấy má chồng ở đâu gọi cái là phải ngồi dậy. Chị chồng ở đâu gọi là phải ngồi dậy. Cho nên thật sự ra nếu mà muốn nghe nỗi khổ của người tu, nói không hết à. Em là một hầm chứa than đó. Mà tại em chưa tung than ra thôi. Anh chị đưa nhiêu em gom vô lò em hết á. Cho nên là quý vị cứ yên tâm cái việc đó. Mình nghe mình cũng có cái, mình cũng có cái cách chừng mực, chứ đâu phải là ấy đâu. Quý vị thấy á, những cái người mà làm ở trong social worker là mấy người psychologist, họ nghe người khác nhưng mà họ không tiêu hóa, không có đường tu tập. Còn mình là Phật tử có cách tu tập. Mình lắng nghe để rồi mình chuyển hóa những cái người khác. Làm sao mà mình khổ được. Cho nên mình nghe xong phiền não của người khác, mình giúp cho họ chuyển hóa, mà trong giây phút đó mình cũng chuyển hóa mình luôn. Tại vì nhiều khi á, mình tưởng mình là người duy nhất khổ, lâu nay mình giấu mình không nói. Tới hồi có bà bạn bà gọi, bà nói trời ơi tôi không ngờ tôi cũng có đồng minh, tôi cũng khổ giống chị, và tôi đã làm điều này để tôi giảm khổ. Mình chia sẻ với nhau. Nhiều khi trong lúc mình giải khổ cho người, mà ngay lúc đó mình giải khổ cho mình. Quý vị biết là Pháp Hòa đã có rất nhiều lần như vậy. Có những người người ta lên người tâm sự nỗi khổ, mà gặp lúc mình cũng đang khổ giống vậy đó, mà tại mình không có nói. Trời may quá bữa nay cái vị này lên họ nói cái điều đó ra, rồi họ nhờ mình nói cho họ nghe. Chừng lúc đó cái bắt đầu mình ở đâu tệ giác, ở đâu nó xanh lúc đó đó. Là mình chia sẻ với họ thì ngay lúc đó giúp cho mình thông. Và nhiều khi mình nghe nhiều khổ đau của người khác á, mình lại thấy trời ơi may quá mình chọn đúng đường. Hồi nãy có một anh Phật tử nè, anh gặp Pháp Hòa ở ngoài sân. Anh nói trời ơi con ham đi tu lắm mà giờ con còn nhỏ quá. Nói tưởng nhỏ, tưởng đâu nhỏ vừa. Sáng rồi hồi chiều này gặp ổng, nói mấy tháng mới có 8 tháng. Pháp Hòa nói thôi ông ơi từ từ. Ông không phải chờ 8 tháng mà ông phải chờ tới 18 năm. Con lớn rồi mình mới được giải quyết chuyện đó, chứ đâu phải giận. Hỏi mấy đứa, nói dạ 3 đứa, nó chúc mừng nha. Hồi Pháp Hòa đi học cũng vậy, đi vô trường mà high school, mấy đứa bạn nó gặp, nó hỏi có coi tivi không? Dạ không. Cuối tuần này đi chơi không? Dạ không. Tội nghiệp quá. Tiếng Anh, tiếng Mỹ, you have no life. Rồi nó nói thêm câu nữa, I feel sorry for you. Tôi thấy tội anh quá. Tới hồi mà sau này nó lỡ học chung lớp ra trường rồi, cưới vợ dẫn con lên chùa thăm Pháp Hòa, không đứa nào ngồi chơi với Pháp Hòa được 10 phút. Mới ngồi xuống, ba con đi tiểu. Vừa đứng dậy, ba con uống sữa. Pháp Hòa nói bây giờ ai tội chứ ai. Thành thử là tôi thấy anh vậy là tôi thấy đời tôi thông minh hơn. Cho nên quý vị cứ yên tâm chuyện đó. Quý vị thấy các vị Bồ Tát tại sao được gọi là đại sĩ? Vì tâm lượng của các ngài rất lớn, là vừa tu mà vừa độ người. Chứ cái chữ đại thừa với tiểu thừa ở đây á, là đại chúng đừng có lầm là mình muốn chê ai nha. Không có, mình không có chê ai hết á. Nhưng mà hễ mình ở trong cái trạng thái là mình chỉ biết lo cho mình thôi, không nghĩ ngợi gì tới người khác hết, thì cái đó được gọi là tiểu. Vậy thôi. Còn nếu mà mình vừa lo cho người mà giúp cho người trong cái khả năng của mình là gì? Trung. Mà giang tay sang chút nữa để với cho người khác gọi là đại. Vậy thôi. Nếu mình không làm điều gì sai mà bị người vu oan rồi lan truyền sang cho những người xung quanh để cho họ có những ý tưởng xấu và nguyền rủa mình, như vậy mình có bị những tư tưởng đó ảnh hưởng đến mình hay không? Con mong được thầy khai thị. Câu hỏi là nếu như mình bị oan rồi người đó cứ lan truyền cái lỗi của mình ra cho người khác, rồi người khác tin theo cái điều đó rồi chửi rủa mình có bị ảnh hưởng gì không? Thưa đại chúng, là nếu như mình không làm cái gì sai là tự cái đức mình đã có, thì những lời nguyền rủa mà không căn cứ đó nó không có tác động tới mình. Tại vì sao? Tại vì đức trọng quỷ thần khinh. Cái đức mình nó lớn rồi là quỷ thần phải sợ. Cho nên cái quan trọng là mình sống đúng, chứ đừng sợ người ta dư luận. Tại vì người ta dư thì giờ người ta mới ngồi người ta luận, và người ta rảnh thì người ta ngồi ra người ta móc, cho nên mới trách, thì kêu là trách móc. Nhưng mà mình nói như vậy là không có nghĩa là mình sống mình không cần dư luận. Cái quan trọng là mình biết nghe dư luận. Cho nên có một lần Đức Phật đi trên đường á, ông thầy á đứng ở bên đường đi theo Phật, chửi Phật vô số chuyện. Người đệ tử thì khen ngợi Phật vô cùng, mà Phật vẫn không có lay động, Phật đi. Thì lúc đó về tới chùa thì ngài A Nan mới hỏi là hồi nãy trên đường đi, hai người đó họ tác động tới ngài, một người thì khen, một người thì chê, mà sao con không thấy Đức Thế Tôn phản ứng? Đức Phật mới nói, khi mà mình nghe người ta khen cũng khoan mừng, phải nhìn lại cái lời khen đó nó có đúng không. Nếu mà họ khen không đúng là họ hại mình. Còn nếu người ta chê mình cũng phải coi lại coi họ có chê đúng không. Cho nên là Khổng Tử cũng nói đó, người chê mình là thầy mình, người khen mình mà đúng là bạn mình, còn mình dở mà người ta vẫn cứ khen mình là kẻ thù của mình. Cho nên cái người mà người ta khen, ví dụ bây giờ mình làm cái đó đẹp mà thật sự người ta khen đẹp, người đó là bạn mình. Còn mình muốn xấu ơi xấu cay xấu đắng vậy đó, mà họ cứ khen mình, nó đưa mình lên tận mây xanh, là người đó là kẻ thù. Tại sao? Vì họ cứ build cái ngã, cái cống cao ngã mạn của mình, là họ cứ cho mình đi trên mây trên gió không à. Mà bữa nào mà hết pin rồi á, phải không, là nó rớt. Cho nên người nào mà khen mình mà không đúng là người đó là kẻ thù. Đó là lời của Khổng Tử. Còn mình á, mà làm sai mà người đó chỉ cho mình cái sai, họ là thầy mình. Cho nên á, đừng có sợ người ta. Thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly thất thiên lý. Đúng không thật là đúng, sai cũng chẳng thật là sai. Nhưng nếu mình lệch đi một hào thôi, đi xa ngàn dặm. Sai một ly là đi một dặm. Còn người đó tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Kệ cho người phỉ bán mình, mặc cho người khen chê mình, khe nói xấu tốt mình, tùng tha bán, nhậm tha phi. Những người đó họ đang làm cái việc là cầm cái đuốc đốt trời, tàn cái đuốc đó, những cái tàn nó rớt xuống cháy cái da họ thôi. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị. Nếu mình có nghe như uống nước cam lộ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, tiêu hóa một cách không thể tưởng tượng được. Tại vì sao? Tại vì mình đã rõ đường của mình đi. Cho nên Pháp Hòa có làm 4 câu thơ. Ngài về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chỉ ghi nhớ. Chỉ có mình mới biết mình, chứ người khác đâu nói được. Thành thử là khi mình bệnh mới biết ai yêu mình, lúc mình sai mới biết mình yêu ai. Tại thường sai mới nói là thật. Lúc mình bệnh á, ai là người chăm sóc sẵn sàng đến với mình. Lúc mình bệnh mới biết ai yêu mình, lúc mình sai mới biết mình yêu ai. Và không ai biết mình hơn là vừa tâm ý mình vừa khởi là mình biết mình. Cho nên á, oan ức cần biện bạch. Trong khi đó Bồ Tát gì đó 10 điều tâm niệm nói oan ức không cần biện bạch. Vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Cái điều đó không có nghĩa là cấm đừng nói vậy, không phải. Nếu cái người đó họ là người có tâm ý muốn được hiểu câu chuyện, sau khi giải thích người ta lắng nghe nó có tình, có tiết, có lý, có lẽ, tự họ thấu đáo giải oan, xóa hiểu lầm. Nhưng một người đã cố tình nói oan cho mình, mình có nói gì cũng vô ích. Chứ cái chỗ đó là cái chỗ muốn nói. Mình cứ giải bài xong, chuyện họ tin hay không đó là tùy. Mình không xong việc của mình rồi. Cho nên cái câu oan ức không cần biện bạch, đừng có hiểu lầm là nghĩa là mà, nhưng mà mình muốn nói cái sự oan ức đó, lúc nào nói phải đúng lúc, đúng người, đúng việc. Và mình phải điềm tĩnh khi mình nói điều đó. Còn không á, cái hiểu lầm này mới có một chút mà mình nói một hồi nó lớn hơn nữa, vì mình không biết cách trình bày cái oan đó. Cho nên nó cần phải có cái sự chánh niệm soi vào những cái hiểu lầm để chúng ta có thể giải quyết được khá hơn. Cái điều này á, nó có dính tới một câu hỏi ở đây nè. Nếu trong gia đình có xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng, không có sự hòa thuận, có nguy cơ dần đến sự đổ vỡ, xin Thầy hướng dẫn giúp con để hóa giải nghiệp duyên. Thật cái vấn đề á, là cả hai có muốn giải quyết không? Tại vì cả hai muốn giải quyết thì cả hai mới ngồi lại, mới tìm ra được cái mấu chốt. Vì sao cái gia đình mình đi tới cái đổ vỡ? Một người muốn mà một người không. Thí dụ như người kia nói anh có rảnh không? Cuối tuần này mình ngồi lại để mình nói chuyện gia đình. Tôi không có gì để nói, tôi bận lắm. Bà muốn làm gì bà làm. Thì làm sao giải quyết được chuyện trong gia đình? Thế nào gọi là bà muốn làm gì bà làm? Thành thử ra hạnh phúc không phải là một vấn đề của một cá nhân, mà nó là cái vấn đề chung của tất cả mọi người. Ngay cả trong chùa cũng vậy. Không phải thầy trụ trì là sư phụ rồi muốn làm gì làm đâu. Sư phụ muốn làm việc gì sư phụ phải hợp chúng. Và sư phụ nói là bây giờ sư phụ muốn làm vậy đó, thì có thể đệ tử sẽ có những ý kiến. Tại vì một cái thấy không hay bằng nhiều cái thấy. Cái thấy của chung nhà Phật gọi là tăng nhãn, là cái con mắt á. Nhãn là con mắt, con mắt của đại chúng, con mắt của tăng. Ví dụ có một đứa nhỏ nó vô nó tu, trước mặt mình nó khác à, nó cúc cung, nó nghĩa là nó rất là dễ thương. Nhưng mà sau lưng á, nó ở chung với huynh đệ, nó mới lòi những cái của nó ra. Thì có đôi khi mình chỉ nhận thấy nó ở một mặt thôi, mà mình không thấy mặt khác của nó. Mình cần phải nghe những người đệ tử khác cho biết. Nhưng mà cũng không thể chỉ thể là tin hết những cái điều. Mình phải có cái nhìn chung. Cho nên là cái chuyện này á, hóa giải thì Pháp Hòa không phải là có một phương pháp nào. Nhưng mà cái cách duy nhất là trong gia đình phải ngồi lại, vợ chồng phải ngồi lại, cha mẹ con cái phải ngồi lại để nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Rồi cái người nào nói á, là người kia phải nghe. Mà khi nghe đó là không được thôi nín đi, nói nhiều đã đủ rồi, nói nhiều nghe mệt quá. Không nên. Phải để cho họ nói, họ nói cho hết những tâm tư của họ. Lúc này mình chỉ đóng một việc thôi là làm người lắng nghe. Nghe cho kỹ, nghe cho hết những gì họ muốn nói. Bệnh mà không uống thuốc giống như trụ sinh vậy đó. Trụ sinh là phải uống đủ 10 ngày. Mới uống có 7 ngày thấy hết rồi, còn 3 ngày kia bỏ là thế nào bệnh nó cũng tái lại. Khi mình bị viêm họng, mình bị một cái bệnh gì đó, người ta cho tới trụ sinh là mình phải uống cho hết, chứ không thể uống nửa chừng. Uống nửa chừng là không bao giờ tuyệt hẳn cái bệnh đó. Mình thấy nó hết hết vậy đó, nó im vậy, nhưng mà công lực chưa đủ, diệt trùng chưa đủ. Thì cũng y như vậy, một cái người đó họ muốn nói mà mình không cho họ cái cơ hội, họ bày tỏ hết ra. Họ nói nửa chừng thôi là mình đã cắt ngang. Nói nhiều đó đủ rồi, tôi hiểu rồi. Nói nhiều quá, còn không vô đâu hết á. Nhà quý vị thấy không? Thành thử ra làm sao? Bây giờ mình uống thuốc bổ nè. Tại sao ngày nào cũng uống viên thuốc bổ? Tại vì mình đâu có biết nào thiếu đâu. Thôi kệ, uống viên đi, vô chỗ nào thiếu nó bổ vô. Tại vì có cái khuyết nó mới bổ. Ta mình bổ vô trong đó, nó thiếu vitamin nào thì nó bổ vô đó. Ngày nào cũng uống viên. Thì cái lắng nghe của mình cũng vậy. Đôi khi mình đã khuyết cái chỗ đó, mình cứ để họ nói hết, không chừng nghe xong có chỗ để bổ vô, có chỗ để nó giải tỏa cái đó. Trong nhà con đặt bàn thờ ông bà ở vị trí ngay cửa ra vào. Trước khi bước vào là nhìn thấy, kế bên là bàn thờ Phật. Như vậy có đúng không? Hay cần phải hoán đổi vị trí mới tốt? Mình thờ Phật, thờ ông bà thì tùy theo trong nhà mình, chỗ nào thuận tiện nhất, gọn gàng nhất thì chúng ta cứ thờ. Không có một cái quy định. Dĩ nhiên là chúng ta không thờ ở trong cái phòng máng áo, trên đầu tủ lạnh, hay là trong một cái hộc tủ, thí dụ vậy. Chúng ta lựa cái chỗ nào mà nó khả dĩ nhất trong gia đình đó thì chúng ta thờ bằng cái tâm lành của mình. Còn nếu như trường hợp một cái nhà đó mà không có cách nào để chúng ta đặt một cái bàn thờ hết, thì cứ lem một cái hình Phật, chúng ta treo ở một cái góc nào đó để hàng ngày ra vào nhìn hình ảnh Phật, để mà gọi là quán tưởng học hạnh vậy thôi. Kính bạch thầy, con đọc trong quyển Đại Bi chú giải của Hòa thượng Tuyên Hóa có câu tùy duyên mà không biến đổi, không biến đổi mà tùy duyên. Con không hiểu, kính mong thầy giải giùm con. Thưa đại chúng, cái câu này là cái câu diễn đạt cái ý từ cái câu mà chúng ta thường nói: tùy duyên nhi bất biến, bất biến nhi tùy duyên. Trước hết á, chúng ta thường hay nói tùy duyên, phải không? Chuyện gì mình cũng nói tùy duyên. Nhưng mà mình không hiểu trường hợp nào để mình dùng chữ tùy duyên. Cứ chuyện gì cũng tùy duyên đi, rồi mình xài riết cái chữ đó, nó đâm ra mình một con người không có một cái ý tưởng gì hết trơn, cái gì cũng tùy duyên hết. Không phải vậy. Trước khi tùy duyên, chúng ta phải tạo duyên. Ví dụ như giờ quý vị muốn tổ chức buổi pháp hội, thôi tùy duyên đi. Sao tùy duyên được? Bây giờ cái duyên là cái điều kiện, mà mình muốn cái duyên này nó có mặt thì mình phải tạo. Tức là mình phải kêu gọi anh em đồng lòng, rồi mình liên lạc với cái chỗ đó, rồi mình liên lạc mướn ho. Rồi hoặc là ví dụ giờ mình muốn cái ho này nè, mình muốn mướn nguyên ngày, nhưng mà họ không cho. Họ nói là tôi bận rồi, tôi chỉ cho mướn được 5 tiếng thôi. Lúc đó mới tùy duyên. Mình không có cố gắng mình tạo duyên, mà cứ chưa gì hết cái nói tùy duyên, là cuộc đời mình không có trôi tới đâu hết. Thí dụ như đói bụng quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát đò. Sao được? Phải không? Khát nước quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát nó hết khát. Muốn quen cô đó, thích, thôi tùy duyên đi, cậu để cổ tới tôi tính. Không bao giờ cổ tới. Duyên là mình phải tạo chứ. Rồi sau khi mình tạo duyên rồi, mình phải trân quý cái duyên. Rồi khi nào mình làm hết sức của mình mà không được nữa đó, chừng đó mình mới tùy duyên. Chứ tùy duyên không thể dùng một cách đơn giản là việc gì cứ thả trôi kêu tùy duyên. Mình đã làm tận lực của mình, nhưng mà ở trong trường hợp nào Có những lúc mình tùy cái duyên đó, nhưng mà tâm tư mình không thay đổi. Ví dụ cuộc sống xưa kia quá khó khăn, mình đi tìm một cái bến bờ an vui khác, tạo duyên đó bằng cách là đi vượt biên, đi mượn tiền, mượn vàng, đi đút lót, làm đủ cách để mình rời khỏi cái nơi khổ sở. Nhưng có ai bảo đảm được mình đi tới đâu không? Đó, lúc đó ra tới biển rồi mới tùy duyên đó. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là lên đên à, cũng phải lấy cái la bàn, kiếm cách, mọi cách để đưa cái duyên của mình tới bờ. Tới hồi mà hết được nữa rồi, chừng đó làm sao? Tùy duyên. Không? Thành thử ra mình đều tạo những cái duyên. Quý vị biết là bất biến là gì? Là cái tâm của mình, cái ý chí mình không thay đổi. Phong và ví dụ như là lục tổ Huệ Năng, khi mà Ngài đi vào trong rừng, Ngài ở với những người thợ săn chờ thời để mà Ngài ra, Ngài hóa độ đó. Trong suốt mấy năm Ngài ở chung với những người thợ săn. Thì quý vị biết thợ săn thì đâu có ăn mặn ăn cháy, ngày nào họ cũng làm nồi thịt. Lục tổ Huệ Năng cắt rau bỏ vô nồi thịt nấu cho chín, xong rồi vớt cái rau ăn. Họ mới hỏi chứ ủa sao không ăn thịt? Nó ồ, tại vì tôi không khỏe trong người, tôi ăn rau tôi khỏe hơn. Đó là Ngài tùy duyên, Ngài luộc rau trong nồi nước thịt, chứ cũng có nước không để mà luộc nữa. Nhưng mà bất biến là gì? Ngài vẫn giữ được cái đường lối tu của Ngài. Được tùy duyên mà bất biến. Ví dụ mình là người Việt Nam, mình hội nhập với cái xã hội Úc, người ta có những món ăn của Tây, của gì đó mình ăn, nhưng mà trong nhà mình là chai mất nước mắm là bất biến à. Tùy duyên là mình ăn spaghetti sauce đủ thứ hết, mà không lúc nào trong tủ mình cái chai nước mắm nó không có mặt, hay là chai nước tương nó không có mặt. Tùy duyên mà bất biến. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình tổ chức một cái buổi lễ nào đó mà người ta không cho mình thắp nhang, thì cũng phải tùy thuận cái đó. Tại vì cái chính là mình tổ chức một buổi lễ để mọi người được quy tụ. Còn thắp nhang hay không thắp nhang, đó là cái hoàn cảnh. Cái thắp nhang nó không quan trọng, đừng hủy cái chuyện mà mình tổ chức cái này. Hay nói một cách khác là mình đã qua cái xứ này nè. Ngày xưa Việt Nam á, là lễ rằm cúng đúng ngày. Ở đây rằm tháng 4 lễ Phật Đản ngay ngày thứ Tư cúng được không? Có ai đi? Phải một là cúng trước mấy ngày. Nếu mà rằm ngay ngày thứ Tư, một là cúng trước Chủ nhật đó, hai là cúng Chủ nhật sau. Như vậy là mình tùy duyên đúng không? Nhưng mà bất biến là gì? Không bỏ lễ Phật Đản. Rồi bây giờ quý vị thấy qua đây ai cũng lật lịch coi ngày đám cưới hết á, mà rốt cuộc toàn là thứ Bảy không à. Vậy mà cũng coi. Thật ra mình biết rồi, chắc chắn là thế nào những cái ngày mình coi nó cũng vô ngày thứ Bảy. Thì cứ việc thứ Bảy mình làm. Ở Việt Nam á, 4 giờ sáng là chuông thỉnh lên rồi, bắt đầu chuông trống rền lên tụng kinh. Ở đây làm được không? Chỉ một ngày thôi là cửa chùa đóng liền. Thôi thì phải cho Phật ngủ thêm 2 tiếng 6 giờ dậy tụng kinh. Đó là tùy duyên bất biến. Tâm của mình bất biến, nhưng mình sống mọi cảnh là tùy duyên. Đấy, đi giảng là bất biến đó. Còn tùy duyên là ta cho ăn gì ăn nấy, ta sắp sao mình theo thứ tự mình làm. Đó là bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Ví dụ giờ ta nói lát nữa có một cái người bệnh đến thăm và mong được cái thời kinh cầu an rồi đó. Mình tùy duyên người ta, nhưng mà bất biến là sao? Không thay đổi được cái ý nguyện của mình là muốn làm cái điều đó. Cho nên Đức Quan Âm tại sao trên tay Ngài cầm cái nhành dương liễu mà không cầm cây khác, không cầm hoa hồng, hoa huệ mà lại cầm cái cây dương liễu? Tại vì cái cây dương liễu nó rất là mềm mỏng, gió phải gió trái nó vẫn phất phơ theo đó. Nhưng mà khi gió ngưng rồi là cái cây liễu nó nằm lại vị trí của nó. Cho nên cái chuyện mà cây liễu đó quý vị thấy không, nó là nó đưa qua đưa lại theo gió vậy đó. Mà hễ gió ngưng là nó trở về vị trí đó nó nằm. Cái người tu của ta cũng thế. Mình tùy thuận mọi việc trong thế gian này, nhưng mà mình vẫn có cái vị trí cố định sau khi mọi việc xong. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư giúp cho Vô Lý Công Uẩn lên ngôi, nhưng mà sau khi mọi việc xong rồi, Ngài trở về cái vị trí của Ngài làm một người tu. Làm quốc sư là chỉ để làm gì? Để giúp đỡ cho vua trở thành một minh quân thôi. Nhưng mà danh chức, địa vị không làm tâm tư tôi thay đổi. Tôi có nhận chức gọi là quốc sư, đây cũng là tùy duyên mà nhận chức. Còn bất biến trong tôi là tâm tu. Cho nên ngày xưa quý vị biết không, vua Trần Nhân Tông đưa công chúa qua bên vua Chàm để gả công chúa Huyền Trân, giao kèo giữa hai nước. Trước khi mà đưa Huyền Trân công chúa gả cho vua Chàm, Ngài Trần Nhân Tông đi trên thuyền với cô Huyền Trân công chúa. Thì bỗng nhiên Ngài Trần Nhân Tông mới nói: con đưa bàn tay con lên, và con đã thấy gì trong bàn tay của con? Thì cái người đệ tử, cái Ngài cô Huyền Trân mới nói: con thấy mẫu hậu và phụ hoàng ở trong bàn tay của con. Thì Ngài Trần Nhân Tông mới nói: mai này con về làm vợ người ta, con phải biết tùy thời ứng xử mà sống. Vì con phải nhớ rằng trong con có cha mẹ, anh em và cả đất nước dân tộc của con ở trong con. Đó là lời dạy của Ngài vua Trần Nhân Tông nói với con gái của mình là Huyền Trân công chúa, trước khi gả Huyền Trân công chúa qua vua Chàm để mà ban giao giữa hai nước. Cho nên đó, bất biến tùy duyên là vậy. Tùy duyên bất biến. Kính Thầy, có những hiện tượng tâm linh xảy ra giữa ban ngày mà con đã từng được nghe, được thấy. Có phải họ muốn nhắn mình message gì, hay do cảm ứng từ phía hai vợ chồng mà được nghe, được thấy? Cái này á, nó không có một cái... Cái này là nó tùy vào cái sự liên hệ giữa mình với người mất mà mình cảm nhận điều đó, chứ không có một cái kinh điển hay một cái pháp nào để mình xác định là người đó về với mình có muốn nhắn gì không. Thì nếu mình muốn thì phải hỏi thẳng vậy đó. Thí dụ mình cảm nhận là người đó đang về. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là gần đây á, thì hôm đó có một thầy của Pháp Hòa đó, thầy mới đi đến một cái chỗ đó, một cái ho. Thì người ta mới nói là người ta cảm thấy cái ho này nó có cái gì nó lạ lạ, xin thầy đến đó để thầy giúp giùm. Thì cái bữa đó người ta có làm mấy cái bong bóng mà hình trái tim mà thứ người ta hay decorate cho mấy cái lễ đó, ta treo vòng vòng vậy nè. Thì buổi chiều hôm đó thầy bước vô chỗ đó, thầy mới nói: tôi không biết là quý vị khuất mặt có ở đây không? Nếu mà quý vị có thì quý vị hãy cho tôi biết một cái hiện tượng gì đó, thì để tôi biết là quý vị có ở đây. Thì thầy vừa nói dứt thì bong bóng ở trong cái phòng nó nổ. Cái chùa Trúc Lâm của Pháp Hòa ở đó không phải là cái hiện đang ở, cái trước đó là một cái nhà thờ. Thì mình mua cái nhà thờ khoảng 100 năm mình làm chùa. Thì cái đêm vừa lấy cái nhà thờ đó, thầy mới về thầy ngủ ở trong đó để coi động tĩnh ban đêm như thế nào. Thì cái bữa đó thầy mới vừa vô cái đêm đầu, thì thầy nghe ở dưới lầu có cái tiếng đi rầm rầm vậy đó. Thì thầy tưởng Pháp Hòa tới để mang thức, mang cái gì cho thầy. Thầy mới với, thầy hỏi Pháp Hòa hả? Thì không nghe trả lời mà cứ nghe cái tiếng giày đi dưới lòng. Thầy mới ngồi dậy, thầy bật đèn lên hết. Thầy mới mò cái đường, thầy mới mở cửa, thầy đi xuống cái lầu đó. Thì khi đi xuống tới đó là vừa còn khoảng chừng 3 nấc thang nữa, thầy sẽ chạm cái mặt đất của cái basement á. Thầy làm một cái cục, tất cả đèn trong nhà thờ đã tắt hết. Thầy mới nói ủa sao mà đèn kỳ cục vậy? Thầy mới mò đường thầy lên trở lại, thầy mới mở hết công tắc trở lại, đèn sáng trở lại hết. Thì trong khi mở vậy lại nghe tiếp tục ở dưới rầm rầm. Thì thầy mới đi xuống lần thứ hai, thì cũng y vậy, còn 3 nấc thang nữa thì làm cái cục, tất cả đèn tắt hết. Thầy biết rồi. Thầy nói thôi được rồi, tôi biết quý vị có ở đây. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết là chúng tôi đã sang nhượng chỗ này để làm chùa. Ngày mai chúng tôi sẽ cúng tế cho quý vị được no đủ. Còn nếu tối nay ai cần gì hãy về cho tôi biết. Thì thầy mới ngủ ở nhà thờ đó để chờ coi có ai có những cái gì để cho mình biết, mình giúp cho họ. Thì ở đây qua cái câu hỏi này, qua chỉ muốn thưa như thế này. Tại vì mình với người mất, có thể là chồng, vợ, mẹ, con, thì có những cái điều gì đó mà mình với người đó có những cái tương thông, mình mới cảm nhận được cái điều đó, chứ người khác không thể trả lời được. Pháp Hòa có một cái chú ở bên chỗ Pháp Hòa ở đó, chú bị tai nạn xe, chú mất. Thì quý vị biết là chú để cái đồng hồ ở trong cái tủ đó đó, đâu có ai biết đâu. Chú mới về chú nói với người nhà, người vợ là tôi để cái đồng hồ ở đó, bà lấy cái đồng hồ đó bà đưa cho thằng Út nó đeo. Thì sáng ra mở tủ y hệt như cái lời của cái vị đó nói. Chưa hết, cái bữa nọ có cái mộ kế bên người ta chôn, vì chật cho nên cái nghĩa trang nó dời cái mộ bia của ông này qua cái chỗ khác. Thì xong chôn cái đám mới xong nó quên dời mộ bia trở lại. Thì đêm đó cùng một giấc chim bao, hai mẹ con thấy cùng giấc chim bao. Ông về ông báo là con nói con ngày mai con lên coi coi trên sao mà họ dời cái bia ba đi rồi. Rồi vợ thì nằm chim bao nói bà nói với mấy đứa nhỏ coi coi sao nó dời bia tôi đi. Sáng ra người con chạy qua nhà má nói má con có chuyện muốn nói với má. Thì bà già nói má cũng đang kiếm con định có chuyện. Thì hai người kể ra là cùng một giấc chim bao. Đó là những chuyện mà biết đó. Cho nên thưa đại chúng là cái này là cái sự tương thông giữa hai người, mà chỉ có mình là đương sự mình cảm nhận được điều đó. Nhưng mà nếu mà mình cảm nhận được điều đó đó, nhớ đừng lưu cái đó, đừng có giữ cái đó, đừng có thích cái đó, mà mình phải tụng kinh, mình phải khai thị cho người mất đó để họ đi. Ví dụ mình nói anh em biết là anh thương em, thương mấy con, thương gia đình, thôi đừng lưu luyến nữa, hãy phát tâm theo Phật, cầu sanh tịnh độ. Pháp Hòa có người bà con này, ông ở Mỹ á, mất. Ông mất mà nhà sắp sửa có chuyện gì là ông báo trước hết. Thậm chí con á định apply qua cái tỉnh khác để làm ăn, vì xin job hoài không được. Nó nộp đơn qua Texas, gia đình ở Cali nộp đơn qua Texas. Ông về ông báo liền, không có được đi nghe không, ở đây đi, làm lương 80.000 dạy gì đi. Quý vị biết mấy ngày sau, người con nhận được một cái hãng công ty đó nhận vô làm đúng cái tiền lương ông nói luôn, không cần qua Texas. Nghĩa là tại vì họ apply hoài không được cái job, rồi họ khởi cái ý là muốn đi qua Texas làm ăn. Ông về ông báo nói khỏi đi, ở đây đi, có chỗ mướn là làm tiền lương cao, tại sao phải đi. Thì đúng y như lời ông nói. Thì gia đình mới nói là xưa nay rồi, rải rác chuyện gì trong nhà là ông cứ về ông báo trước hết. Pháp Hòa mới nói không nên giữ cái chuyện đó. Thí dụ như ngày mai trúng số, ông nói nhớ mua đó đó nha, là mình được mớ tiền rồi. Rồi là ông nói đừng đi ngã đó, nghe ngã đó. Thật sự ra mình khoái cái chuyện đó lắm, để mình tránh như thế đó. Nhưng mà không nên làm điều đó. Tại vì mình như vậy là mình cứ để cho họ cứ dính mắt lẫn quẩn. Cuối cùng Pháp Hòa làm, kêu gia đình làm cơm cúng, rồi Pháp Hòa tới tụng kinh và nói. Mình giống như mình ngồi mình tâm sự, mình trong nhà Phật thì mình kêu là khai thị đó. Thì cuối cùng là quý vị biết là hết thảy. Cho nên thần thức của người mất, họ cũng rơi vào một cái loại nghiệp, đó là nghiệp ái luyến. Và cái cảnh giới ái luyến của họ là gì? Là cứ lẫn quẩn. Họ cũng là một dạng tái sinh, nhưng mà tái sinh vào cái loài lẫn quẩn đó. Do nghiệp gì? Do cái nghiệp dính mắc ái luyến trong gia đình. Dù cho họ có báo tin mình những điều rất chính xác, họ giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống, nhưng không nên vì như vậy mà chúng ta giữ họ lại. Vì họ rất là khổ, họ cần cái sự trợ duyên của mình đó. Phải khai thị. Ví dụ như con mình cứ tháng về đem cho mình 5.000, mà mình biết chắc chắn là nó đi buôn xì ke ma túy nó mới có cái tiền, nó làm ăn bất hợp pháp. Không nên vì cái tiền đó. Cứ tháng nào cũng đều đặn 5.000, mình có thể xài rất thoải mái, nhưng mình biết thế nào rồi có ngày nó cũng phải trả với một giá. Có thể do người ta thanh toán nó khi trên công việc làm ăn buôn bán đó, hay có thể nó nghiện ngập, nó chết vì cái đó, mình đâu biết được. Thì cái tiền đó cũng không nên có. Thì trường hợp này cũng vậy. Cho nên mình biết một người thân của mình đi làm ăn, tiền đem về không chính đáng, chúng ta không nên sử dụng. Và thậm chí còn phải có lời khuyên để cho người đó tỉnh thức. Con không nhớ rõ nguyên câu trong kinh, nước con không có nữ, nếu không nguyện không thành chánh giác. Cái câu hỏi này thì hỏi không có rõ, nhưng mà Pháp Hòa hiểu được cái ý là giống như là trong một cái bài kinh nào đó, có một vị nào đó phát nguyện là nước tôi không có người nữ. Có lẽ là trong 48 nguyện Phật Di Đà. Nhưng mà nếu mà có đó thì cái câu này nó không chuẩn. Bởi vì trong cái nguyện Đức Phật A Di Đà có một cái nguyện là nếu tôi thành Phật, người nữ ở trong nước của tôi nghe danh hiệu của tôi mà phát tâm Bồ Đề, nhàm chán thân nữ. Để nhàm chán thân nữ mà sau khi họ quá và họ mất đi, họ vẫn tiếp tục thọ thân nữ, thì tôi không thành chánh giác. Cái lời nguyện đó là của Phật Di Đà. Tại sao Ngài nói như vậy? Bởi vì chính mình phát nguyện mình không muốn trở lại thân nữ. Thì bây giờ cái nhân mà muốn tu để đừng trở thành thân nữ là phải tu gì? Cái tâm của mình phải rộng mở, phải vị tha, phải đừng có chấp trước, đừng có ích kỷ. Những cái tật gì mà của người nữ, cái nghiệp lực gì mà người nữ mà cứ lẫn quẩn sống với nó hoài đó, mình phải bỏ được cái nghiệp đó, mình mới chuyển nữ thành nam. Còn nếu như trường hợp á, quý vị đọc trong kinh nói nước của tôi không có người nữ, cũng đừng hiểu lầm là Phật này kỳ thị nha, không có cái ý đó. Nhưng mà cái kinh điển mà nói câu đó là có cái ý sâu hơn. Bởi vì hễ có nữ tức là có gì? Có nam. Và hơn nữa có nữ tức là có sự ái luyến. Có ái luyến là có luân hồi, có khổ đau. Mà trong cái phương diện hình thức tu, người nam tu dễ hơn nữ. Tại bây giờ mình nói ví dụ một cái hình ảnh rất thật thôi. Người nam, cái thân thể của mình, người nam đi tới đâu nó cũng thuận tiện hơn người nữ. Nếu mà mình đến một cái chỗ nào thiếu nước, bẩn thỉu, người nữ cực khổ hơn người nam rất là nhiều. Và chẳng những như vậy mà người nữ còn phải mắc những cái khó khăn là phải sinh nở. Trong kinh Phật nói người nữ có 5 điều phải làm, đó là làm vợ, làm mẹ, là một người mang thai cực khổ, rồi dơ mình, vân vân. Cho nên đó là mình nói cái mà người nữ phải gánh chịu. Cho nên khi mà mình ở một cái, đó là mình nói về cái gánh chịu ở thể xác, chưa nói tâm thức. Quý vị cứ kiểm lại mình đời sống hàng ngày mình giao tiếp với nhau đó. Mình làm việc với người nam dễ hơn hay mình làm việc với người nữ dễ hơn? Đó, Pháp Hòa chỉ nói đơn giản vậy thôi. Rồi quý vị mình tự mình về mình kiểm lại cái đời sống của mình. Ví dụ người nam mà ta giận nhau gì ta nói xong là ta xong rồi đó. Không có lặp đi lặp lại, không có nhớ dai, không có gì. Mà nếu người nam mà có cái tánh đó đó là phải biết rồi nha. Không có để ý những chuyện nhỏ nhặt, không có để ý từng câu, từng chữ, từng cái gút mắt. Mà nhiều khi người ta trong cuộc sống nó rất là đơn giản và vô tình, nhưng mình thích để ý mấy câu đó. Rồi tự mình ôm ấp, mình đau khổ, mình tự mình trách móc người đó. Mà thiệt sự ra người đó sống bình thường, và chỉ có mình không thường cho nên mình mới thấy. Cho nên trong kinh mà nói câu đó không có nghĩa là kỳ thị, mà chỉ ý muốn nói là mình hãy chuyển cái nghiệp lực của mình. Chứ Phật không có kỳ thị. Thường thường Pháp Hòa cũng hay nói kinh điển Đại Thừa là mình đọc là mình phải lấy cái ý ẩn ở bên trong, chứ không phải là những cái chuyện này. Ví dụ như trong này: xin Thầy phân biệt cho chúng con giữa chữ nghi trong nhà Phật, điều cản trở sự tu tập của Phật tử. Hai là tinh thần trí tuệ không mù quáng tin tưởng điều gì không thật. Sự hiểu và cảm nhận nói theo lẽ thường cũng là nghi. Ý câu hỏi này là phân tích hai cách nghi. Một cái nghi của một người tu học, và một cái nghi của người cố chấp. Ví dụ như mình đọc như hồi nãy, sở dĩ quý vị đặt câu hỏi là tại quý vị không hiểu. Không hiểu thì mình hỏi là để mình giải nghi. Mà một khi mình được giải đáp rồi là mình giải cái nghi đó, thì bắt đầu từ đó mình tiến bộ, mình tu. Thì người ta thường nói là đa nghi đa ngộ. Thì cái chữ nghi này không phải là cái hình thức nghi ngờ ích kỷ nhỏ nhoi kiểu thế gian, mà cái nghi này là vì không hiểu. Cái chữ nghi trường hợp này là không hiểu muốn giải thoát. Nhưng mà cái điều căn bản là con người chúng ta sống mà nghi ngờ, nghi kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau, thì cái nghi này nó làm mình khổ. Còn cái nghi mà để mình giải tỏa một vấn đề mình muốn học hiểu, thì khi mình giải được rồi thì mình hết nghi, và mình tin vào cái điều đó để mình tiến bộ, mình tu, thì điều đó không có gì sai. Hai cái tâm trạng nghi nó khác. Có nhiều người ta nghi một cái điều gì đó ta nói, nhưng mà giải thích cỡ nào là giải thích, nhưng mà nghi thì vẫn nghi. Thì cái nghi này có giải cỡ nào đi nữa cũng trở về vô dụng, tại vì mình không có giải tỏa được. Mà nghi này là do cố chấp, do phiền não mà nghi, chứ không phải từ cái tâm tư muốn học hỏi một cái điều gì đó trong cuộc đời mà hỏi để mà giải nghi. Hai cái một chữ nghi mà hai cái đạo lý, cái cách hỏi nó khác. Cũng giống như có người đặt câu hỏi nè, có hai dạng đặt câu hỏi: đặt để chất vấn, để thách đố hơn thua, hay là đặt gì thật sự không hiểu mà hỏi. Hai cách đó nó khác. Và cái người mà người ta tin tưởng, ta đọc câu hỏi là ta hiểu. Ta hiểu anh này muốn chất vấn. Thì những người mà chất vấn vậy không trả lời. Không phải là mình sợ sệt, nhưng không mất thời gian, tại anh không có tâm muốn hiểu. Anh chỉ muốn thách đố sự hơn thua cao thấp. Cho nên có một học trò tới hỏi một người thầy: thầy ơi, con có điều muốn hỏi. Ông thầy nói được, con cứ ngồi đây, mời uống nước tính sao. Ông thầy lấy cái ly ra rót nước, rót đến khi ly nước đầy ông vẫn rót, đến khi nó tràn ra thì người đệ tử nó mới nói: ô thưa thầy, nước tràn rồi mà sao thầy vẫn rót. Thì ông thầy nói: con bây giờ cũng giống như ly nước này, tri thức nó quá đầy, thầy có nói nhiêu nó cũng thừa, nó tràn ra hết rồi. Con hãy đổ hết ra đi như ly nước trống thì mới rót vô được. Chứ cái đó là lời khai thị. Có những ai mà, cho nên nhà Phật không dùng chữ không hí luận. Không hí luận hơn thua. Mình đâu phải là một cái đạo giáo để mà đi hơn thua cao thấp, tranh chấp tín đồ, ai hơn, không cần làm chuyện đó. Phật giáo là gì? Là phương pháp hướng dẫn mình sống ai cần phương pháp đến học để sống. Đức Phật chưa bao giờ có ý đi thuyết pháp để thu gom tín đồ. Mục đích cuối cùng tối hậu của Đức Phật là thuyết pháp để mọi người thấm hiểu cuộc đời, chuyển hóa khổ đau, lo tu tập. Không cần tín đồ. Tại vì nếu tín đồ cho đông mà tín đồ không hiểu gì hết thì đâu có được. Mà cái đó không phải chủ đích của đâu hết. Ví dụ Pháp Hòa quy y cho đại chúng, Pháp Hòa không hề có cái tâm ý là muốn đại chúng là đệ tử của tôi. Chưa bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ điều đó. Ai phát tâm quy y là Pháp Hòa mừng dữ lắm, vì quý vị đó đang phát tâm muốn hướng thượng, hướng thiện. Đủ duyên mình tạo duyên cho các vị được hướng về Tam Bảo. Bây giờ nói thôi, lần sau đi sợ mất duyên. Và quý vị luôn, Pháp Hòa luôn nhắc vậy đó. Quý vị quy y, Pháp Hòa chỉ là người hướng dẫn cho quý vị tu tập, là người thầy hướng dẫn đầu tiên đó. Nhưng chư tăng trong 10 phương này, vị nào có tu tập là thầy của mình. Không bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ. Cho nên quý vị thấy không có xin địa chỉ số phone để rồi mai mốt liên lạc làm đệ tử riêng, đệ tử tư, không có. Không dám. Chứ vậy thật sự bây giờ nếu Pháp Hòa mà gom địa chỉ của đệ tử mà quy hết á, cả 100.000 cũng có, cả 100.000 người. Nhưng mà không, chỉ trừ trường hợp nào người nào cần liên lạc để có sự giúp đỡ trong vấn đề Phật Pháp gì đó, thí dụ ai cần có nhu yếu. Chứ còn bản thân Pháp Hòa không cầm cuốn sổ đệ tử cho địa chỉ, mai mốt thầy gửi thơ. Không biết mai mốt già có sanh tật không thì không biết ha. Mà giờ thì không dám. Thí dụ như người ta đem cái khoa học, người ta muốn chứng minh Phật học. Điều đó không đúng. Phật giáo đâu là gì mà phải đem khoa học chứng minh. Nếu muốn nói ngược lại, Phật học chứng minh khoa học. Ví dụ như Đức Phật nói rằng ngoài hành tinh con người, mình còn vô số những hành tinh khác xung quanh. Tới bây giờ khoa học vẫn chưa kiểm chứng hết mà. Mà Đức Phật nói tất cả mọi việc trên thế gian này không có một cái gì tự mình nó có thể có mặt. Tất cả đều phải nhờ nhiều yếu tố nhân duyên kết hợp để nó có mặt. Bây giờ khoa học mới chứng minh là một cái không thể có, mà nó có nhiều cái nguyên nhân khác. Ví dụ mình nhìn cái hoa này, nước là một nhân, nắng là một nhân, hạt là một nhân, đất là một nhân, người trồng là một nhân. Tất cả những cái nhân đó kết lại để có được cái hoa này. Vậy thì cái hoa mà có đây không một mình tự nó có được, mà nó nhiều cái duyên khác kết hợp để nó có mặt. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Nội ba ngày nay nè, nếu không có những nhiều bàn tay, những đóng góp tích cực, làm sao mình có được ba ngày nay một cách đơn giản như vậy. Thành thử không có ai có quyền đó, mình tôi làm hết á, không ai dám nói điều đó hết á. Một người không làm được gì hết. Đức Phật nói điều đó là duyên, là nhân, là duyên. Ngày nay khoa học mới nói là một cái không thể có. Mà ngay Đức Phật nhìn ly nước, Phật nói trong ly nước có vi trùng. Bây giờ khoa học mới chứng minh là trong nước có bacteria. Mình thấy nước sạch, cái kính hiển vi thì thấy trong này có vi trùng. Đức Phật nói trong hư không này, hư không này rất nhiều những cái đang nằm ở trong hư không này. Bây giờ người ta nói trong này nó có làn sóng, nó có đủ thứ hết. Mà quý vị có thấy được không? Không thấy. Đó là một điều. Điều thứ hai, có những cái mình không thấy không có nghĩa là không có. Đây là cái gì sau lưng mình là không thấy rồi, cách một vách tường là không thấy rồi. Thì làm sao mình có những cái mình không thấy thì không nghĩa là nó không có. Ngày xưa mình ở Việt Nam mà nghe tới nước Mỹ, nước Úc là trời ơi, ở đâu. Nghe nói cái cõi đó đó, người ta ăn xong ta dục ly, dục dĩa hết à. Có không? Không bao giờ tưởng được. Hồi nhỏ mà, ở trong nhà đang ăn cơm vậy đó, mà nghe chiếc máy bay nó bay ngang á, bay ơi, ra coi máy bay. Không biết có ai có cái kiểu như nít ở Việt Nam, chạy ra, trời ơi, chừng nào mình mới được lên đó ha. Không biết máy bay nó ra làm sao, nó bự không á. Bây giờ đi phát ngán luôn. Cho nên á, mình đừng có mất thời gian để gọi là tranh chấp mấy cái chuyện đó. Người ta muốn đem mà khoa học, thật sự ra có những cái giải thích không cùng tận đâu. Đó, bây giờ mình nói nè, cái hôn này nó mới bắt đầu á, không đúng. Đây, ai tô màu nó đâu mà nó ra tím đẹp như vậy, bất khả tư nghị, nói không được. Lấy men, lấy nếp trộn lại, nhúng nước muối vò viên, để vô ly. 3 ngày sau, không ai dở ra thêm một giọt nước, không ai dở ra thêm một miếng đường, mà tại sao 3 ngày sau nó có nước ngọt mà có chất men rượu? Đủ nhân, đủ duyên là nó có mặt. Nếu như mình đủ nếp, đủ men, đủ muối, không đủ ẩm, nó cũng không ra cơm rượu. Và ngược lại, trong khi làm, xin lỗi, một cô nữ mà đang dơ mình lại nhúng vô nó coi, 3 ngày sau đem ra con rượu đỏ lét hết, bỏ hết, không ăn được. Nói sao được chỗ đó? Làm sao nói được chỗ đó? Quý vị thấy không? Cho nên thầy cho con hỏi, vị trí tốt nhất để đặt bàn thờ Phật tại nhà là ở đâu ạ? Có nhất thiết phải đặt bàn thờ Phật ở trong phòng cửa trước, cửa nhà hay không? Đặt bàn thờ trong phòng cuối cùng của căn nhà, nhưng rất yên tĩnh và không gần nhà vệ sinh. Tốt nhất là đặt Phật ở đây. Thưa đại chúng, an vị Phật và đặt bàn Phật là một hình thức. Cái quan trọng là mình đặt bàn Phật trong nhà, mà trong này cũng có một bàn thờ Phật nữa. Cái bàn thờ Phật trong này bất biến à, mà rất di động, rất linh động, đi đâu cũng mang theo được. Trên nguyên tắc, hình thức thờ Phật để bày tỏ sự nhớ ơn, kính ngưỡng. Chúng ta tìm một nơi nào khả dĩ nhất trong nhà cứ thờ, không nhất thiết ở trước cửa. Nếu trước cửa không trang nghiêm mà phía sau một căn phòng yên tĩnh, không có gì trở ngại, cứ thờ Phật không sao hết. Mình thờ mà Phật không có hiện về nói gì hết là ổng ok rồi đó. Đừng có nghe mấy ông mấy bà nào nữa đó. Mấy ông mấy bà cứ nghĩ theo cái kiểu của mình, rồi bắt dời kiểu này kiểu kia đó. Trước hết con xin tạ ơn thầy đã trợ duyên con tu, không lời nào cảm ơn cho đủ. Con nghe pháp thầy 3 hoặc 5 tiếng mỗi ngày không chán. Thiền 1 tới 3 tiếng con đã thay đổi tốt hơn, ăn chay trường và ham tu, cho dù con đi làm full time. Con nghĩ thầy rất vui khi đệ tử thích nghe nhiều thuyết pháp. Con không tụng kinh, ok không thầy? Tại bữa nay nói thầy mới biết. Mỗi bữa cúp cua cũng không biết. Trước khi Phật Thích Ca thành đạo, ngồi thiền 49 ngày. Con xin biết rõ 49 ngày đó ăn ngủ thiền như thế nào. Trời ơi, không nói sớm để em đi theo rình. Thưa đại chúng, tại vì đời sống hàng ngày của mình đó, mình có ăn, có thu mới có trả. Còn mình không thu, không có trả. Có uống thì nó phải đi giải, có ăn thì nó phải đi đại. Trong khi mà mình tu, nếu mà mình thật sự mình quyết chí mình ngồi thiền á, không cần ăn, nhưng mà vẫn đủ năng lực để thiền quán. Tại sao? Tại vì lúc đó tâm tư của mình chỉ trú vô cái thiền định mà quên chuyện ăn uống. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào quý vị có chuyện lo coi ăn không? Có biết đói không? Tại sao? Vì tâm tư mình đã chú vô cái chuyện lo đó rồi, không đói. Đó. Hôm nào mình vui, mình có chuyện vui coi, biết đói không? Không đói. Và thậm chí sáng sớm cho tới chiều tối cũng không thấy đi mắt đi gì hết trơn. Mà bình thường ngồi không vậy sao đói liền, nó khát liền nó cứ khó chịu. Tại sao? Tại vì lúc đó cái tâm mình nó bị chú vô đó. Thậm chí mình đang ăn vậy đó mà đang ngồi bình thường vậy không sao đó, mà thấy người khác ăn phát thèm. Đó, tại sao? Thì vì mình không còn cái tâm mình chú một cái nữa. Hôm nào mà mình có cái chuyện mình, cái tâm mình đưa hết vô chuyện lo coi, không biết đói, mà thậm chí 3-4 ngày không ăn, 3-4 ngày không ngủ mà mình vẫn phải lướt qua. Đó, em qua đây có 3 ngày mà có người mất ngủ mấy bữa, mất ăn mấy ngày, phải lo. Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy để quý vị sẽ thấy một điều rằng nếu tâm mình nó chú tâm vào cái sự thiền định, chuyện đói khát không là vấn đề nữa. Mà đã không đói không khát là không cần phải đem vô, mà không có đem vô là không có nhu cầu phải đem ra. Cho nên sự thiền quán đó, cái đó gọi là gì? Thiền diệt vi thực. Ngồi thiền mà như mình ăn vậy đó, đầy đủ sung mãn vui vẻ. Quý vị biết có những ngày á, Pháp Hòa đi giảng 3-4 thời một ngày, không có ăn, mà Pháp Hòa đủ năng lượng, Pháp Hòa làm việc suốt ngày, nói rỉ rả suốt ngày, một ngày mấy thời, mà tại sao vẫn khỏe? Là tại cái tâm, cái niềm hỷ lạc của mình trong khi nói Pháp. Cái niềm hỷ lạc của mình khi mình làm được một chút Phật sự thì buồn khổ nó không có tác động gì mình được hết. Cho nên cái tâm, cái chuyện đói bụng nó không có. Mình ngồi không là cái 11 giờ cha đói bụng ha, cái hồi cái 5 giờ cha đói bụng ha. Vì mình rảnh đó, cái là mình cứ quán đó, mình cứ nhìn cái đồng hồ rồi mình đi theo cái chu kỳ ăn uống là tự nhiên đói nó khác à. Còn khi mình đã quyết chí tu tập, Pháp Hòa trì kinh thường là không ăn. Nếu mà mình trì nguyên ngày, thí dụ tụng một bộ Pháp Hoa từ sáng tới chiều, Pháp Hòa thường ít không muốn ăn, uống nước thôi. Mà càng tụng về sau, lúc sáng tụng còn mệt chứ, tụng càng về tối sức khỏe mình càng sung mãn. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm mình trụ vô lời kinh đó, Pháp lạc nó nuôi mình, tự nhiên tất cả mệt đói nó không có. Quý vị nào mà nhịn ăn đó để mà clean cái body, cái thân mình đó, 5 ngày đầu rã rượi lắm, đói khó chịu lắm, nhưng mà tưởng đâu là do đói mà mình mệt, không, do độc trong người nó đào thải ra mà mình mệt đó. 5 ngày đầu đó, rã rượi người mệt mỏi, tưởng đâu là mình nhịn ăn đói bụng, không phải đâu. Quý vị nhịn ăn và độc nó đang đào thải, nó đang bài tiết ra những lỗ chân lông, nó làm cho mình mệt đó, là mình biết là trong cơ thể mình độc nhiều lắm đó. Uống nước tới ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, tự nhiên một cái ngày nọ mình đi vô trong nhà vệ sinh nó sổ ào ào ra mà đen kịt, hôi chưa từng có, là mình biết là nước đó ở trong người mình nó đã rã được những cái chất dơ trong người mình nhiều ngày rồi đó, nhiều chục năm rồi đó. Nào là ruột kho dưa cải, rồi cái gì đó vô trong này nè, mấy chục năm trời, tưởng đâu sạch đó. Cho nên là ngoài cái lớp da mỏng dánh này nè, bên trong đó là một tạp, một hỗn tạp dơ thối vô cùng. Như quán vậy đó, những người mà người ta tham dục, người ta quán bất tịnh để người ta trừ khử cái đó. Còn ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là tại quý vị muốn ồ Đức trong lúc đó Đức Phật đi làm sao, tiêu tiểu ăn uống làm sao. Thật sự ở trong thiền định rồi là không cần mấy cái đó đâu. Bằng chứng là Pháp Hòa ví dụ hôm nào quý vị lo thử một ngày đâu, quý vị không biết đói. Buồn khổ một tuần lễ không có biết đói bụng, mà nếu có nhấp một chút vậy thôi, không có biết ngon không gì nữa hết. Tại sao? Tại tâm mình đã chú hết vào cái chuyện lo đó. Thì ngược lại, nếu tâm mình đã chú vào cái sự an vui tĩnh lặng thì sự ăn uống ngày thường không quan trọng đối với mình nữa. Hôm nào mình vui coi, chan miếng cơm nước tương ớt ăn cũng ngon nữa. Mà hôm nào mà mình buồn khổ coi, yến bưng tới nhấp một chút rồi ngã. Ba mẹ con muốn con lấy người cùng đạo Phật, Con cũng biết là lấy người khác đạo sẽ có nhiều trắc trở trong tương lai về cách sống và cách dạy con. Nếu con lấy người khác đạo, thầy có những lời khuyên gì cho con không? Con đang làm khó thầy. Thưa đại chúng, là cái này á, nó tùy theo cái cảm nhận của mình. Nếu thầy nói rằng á, hay ai đó khuyên mình đừng, thì mình sẽ nói là tâm chưa cởi mở, còn kỳ thị. Nhưng mà nếu mình đã thấy rằng nó có một cái rắc rối trắc trở về sau, khi mình chưa có đi vào cái rắc rối mà mình đã thấy được cái rắc rối của nó, thì tại sao mình phải rắc rối? Ví dụ mình muốn gấp cái cục than trong đống lửa. Trên căn bản mọi người đều phải biết rằng gấp than trong đó thì phải làm gì? Mang bao tay hoặc là lấy đồ gấp. Biết cái đó là lửa mà vẫn đưa tay không vô bốc nó phỏng, thì cái chuyện đó mình chịu thôi chứ nói gì. Pháp Hòa chỉ ví dụ vậy thôi, rồi tự kiếm cách lấy. Thầy chỉ nói như thế này nè, Pháp Hòa chỉ nói nè, đạo Phật không có ép uổng mình làm gì để mình mất hạnh phúc. Nếu mà mình thấy rằng mình lấy một người chồng khác đạo với mình, mà mình với chồng mình có thể xây dựng hạnh phúc, cảm thông cho nhau, vượt ngoài cái ý niệm của hai chữ tôn giáo, mà mình phải thấy rằng tất cả những gì chúng ta đang tin ở Phật, ở Chúa hay bất cứ gì đó, là chúng ta kết tụ lại để tìm được một cái bài học sống cho cả hai, thì điều đó tốt. Còn nếu như mình đến với nhau mà mình bị một cái khổ đau là tin cái này tin cái kia, thì chính cái này nó sẽ làm mình rắc rối vô cùng ở trong tương lai. Vì trước mắt xưa nay có rất nhiều người nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà cuối cùng rồi nó không phải đơn giản như cái câu mình thường nói đạo ai nấy giữ. Thôi thì đây là hạnh phúc của chính vị Phật tử này, thì phải suy nghĩ chín chắn mình phải làm gì là một. Cái thứ hai, nếu có thể ngồi lại và có một cái ý niệm chung là học hỏi giữa hai bên để có thể làm giàu cho tâm linh của mình, cho cuộc sống hạnh phúc của mình, thì điều này quá tốt. Còn nếu như mà mình thấy rõ điều đó không thể xảy ra được mà mình vẫn cứ làm, thì sau này có những cái rắc rối gì thì mình phải tự mình chấp nhận lấy, chớ không thể đổ cho ai được. Không phải lỗi Phật, lỗi Chúa, mà lỗi chúng ta. Lỗi của chúng ta là không có thấy được cái ý nghĩa của chữ đạo, và chúng ta bị cái chữ đạo đó nó bao vây, nó làm khổ mình. Chứ còn thật sự nghe hai ngài ở trên không có chuyện đó. Hai cụ ngồi trên, hai cụ uống trà rất bình thường. Chỉ có mình ở dưới này mình rắc rối à, rồi mình đủ chuyện vậy thôi, chứ còn không có sao hết. Thôi bây giờ thưa đại chúng, là chương trình đến đây cũng đã tạm mãn, vì mình không thể giải quyết hết tất cả các câu hỏi tối nay, còn rất là nhiều. Thì mong đại chúng hoan hỷ. Dạ. Rồi, thôi mời cô. Pháp Hòa sẽ canh đồng hồ nha. Những lời Pháp bảo hôm nay rót vào tâm thức những người còn mê, như trang soi sáng đường về, như chuông thức tỉnh cơn mê sáng mừng. Chúng con hoan hỷ vui mừng được thầy giáo hóa, mọi người ăn vui. Kính chúc thầy sức khỏe cũng ăn vui, cứu người hết thở lưng hồi thoát ra. Mong thầy chớ ngại đường xa, mỗi năm về Úc vị tha độ đời. Chúng con tha thiết mong chờ, như trăng sữa mẹ, như nhật chờ phụ thân. Chúng con Phật tử xa gần, Dân niềm mong ước xin Thầy ban ơn. Xin con xin mang mặt tất cả Phật tử Tây Úc kính dâng lên lòng thành tha thiết. Đọc xong rồi con ngủ ngon. Cảm ơn Thầy. Vậy là Phật, kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta hồi hướng thì một số quý vị đã phát nguyện quy y Tam Bảo tối nay đó, thì chúng ta sẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó. Thì trước hết Hòa xin giải thích đơn giản. Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Xưa nay mình nương tựa người thân, gia đình, người Phật tử. Ở mặt tâm linh chúng ta nương tựa Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật là người Thầy dẫn dắt cho ta, Pháp là lời dạy của Phật, là con đường, là phương pháp. Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Gia đình của mình cũng là một đoàn thể. Như vậy quy y để làm gì? Quy y để xác định hôm nay mình đã chính thức phát tâm lập nguyện sống cuộc đời lành mạnh, đạo đức theo lời Phật, để thể hiện tình thương, lòng từ bi của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội, xây dựng nền tảng hạnh phúc bằng pháp tam quy này. Đạo đức nhà Phật chỉ gồm có 3 câu gọn gàng: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Để thể hiện không làm ác, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều. 1. Đừng giết người hại vật. Không giết người là không làm ác. Phóng sanh cứu giúp là làm lành. Một khi ác không làm mà lành vẫn làm thì có phải tâm an tịnh không? Vậy thì một giới mà chúng ta có thể thực hiện được 3 điều đó. Thể hiện từ bi không thể chỉ ở nói, mà thể hiện bằng cách là chúng ta giữ cái điều thứ nhất là hiểu được khổ đau của sát hại, cho nên phát nguyện không giết người hại vật. Điều thứ hai, thấy rõ được sự bất công, khổ đau của những người mất mát, cho nên chúng ta nguyện không ăn cắp của người khác nếu không phải là của mình. Và bên cạnh đó thể hiện sự làm lành là bố thí. Điều thứ ba, thấu rõ được khổ đau đổ vỡ hạnh phúc của người, của mình, cho nên nguyện khi đã có gia đình không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Thể hiện là tình thương. Điều thứ tư, thấy được khổ đau của lời nói. Nếu mình nói mà không có chánh niệm, có thể gây tổn thương đến người và ngược lại hại mình. Bởi vì khi người ta hận thù mình qua lời nói, mình cũng chuốc oán gây thù, có thể gặp sự trả thù qua lời nói của mình, vì người khác bị tổn thương bởi lời nói của mình. Hoặc là mình nói những điều không có chánh niệm, có thể làm đổ vỡ hạnh phúc, sự hòa hợp. Điều thứ năm, trân trọng tổ tiên, cha mẹ, ông bà cho mình một thân thể này. Chúng ta nguyện không tàn hại thân thể này bằng rượu chè, xì ke, ma túy. Không tàn hoại tâm thức mình bằng phim ảnh, sách báo. Nó có thể tác hại đến tâm thức của mình. Con người có 2 phần, một là thân, 2 là tâm. Thân khỏe là nhờ mình ăn uống tốt, tâm khỏe là nhờ mình tiếp thụ những gì có lợi ích. Nếu thân tâm mà ăn uống tiêu thụ những gì không lợi ích, mà có rất nhiều yếu tố tiêu cực, độc tố, thì thân tâm này cũng sẽ không an lạc. 5 điều này là nền tảng hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Không luận là Phật tử, ai muốn có cuộc đời an lạc thì 5 điều này rất thiết thực. Không giết người hại vật. Quý vị thấy xã hội này, nếu mà giữ được cái điều đó, đâu có chiến tranh, đâu có nhân danh tôn giáo để sát phạt ai. Điều thứ hai, không trộm cắp, cho người ta được cái hy vọng cuộc đời còn có tình thương, bằng cách là chan rải những gì chúng ta có thể đến những người thiếu thốn. Hôm nay đại chúng phát nguyện quy y. Có nhiều vị sẽ quan niệm tôi đâu cần quy y, tôi sống tốt, tôi ăn hiền ở lành được rồi. Dạ thưa đại chúng, cái gì mình không nguyện không đi tới đâu hết á. Vì có nguyện nghĩa là chúng ta đưa mình vào cái tâm ý muốn điều đó và hứa và phát nguyện sẽ làm. Vì chính cái lời phát nguyện đó sẽ đưa mình đi thật trọn vẹn trên con đường mình muốn. Hai người thương nhau tại sao phải đám cưới? Đám cưới để xác định anh là chồng, chị là vợ, hãy sống đúng cái đạo lý vợ chồng. Nếu không đám cưới, tâm ý mình còn phóng lúng, mông lung, phóng túng. Tôi đâu có cưới hỏi gì đâu, được thì sống được thôi. Còn nếu mình có cưới hỏi với nhau thành vợ chồng là thấy được trách nhiệm bổn phận, sẽ xây dựng cái gì đó cho nó vững chắc. Cũng như thế, nếu mình nghĩ rằng tôi sống vậy được rồi khỏi, thì mình không phát nguyện. Ví dụ như chiều nay quý vị tập hợp về cái Pháp Hòa nói với ban tổ chức là tôi không hứa tôi ra nha, tôi thích thì khỏe à ra, mệt nghỉ à. Thì ban tổ chức sẽ rất hồi hộp. Và ông Hòa nói bằng mọi cách tôi sẽ ra. Thí dụ vậy, mình có hứa mình mới cố gắng. Người ta hẹn mình mà mình nói tôi không hứa, thấy mặt thì biết à. Không bao giờ mình để điều đó trong tâm. Mình có hứa giờ giấc đàng hoàng thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện. Cho nên lễ quy y rất quan trọng đối với một Phật tử. Đây là bước đầu để cho chúng ta đi vào cái sự tu tập. Cũng giống như mình ở nước Úc bao nhiêu năm không cần biết, mà không vô quốc tịch thì không phải là dân Úc. Mà không phải dân Úc thì không thể nào có passport. Mà không có passport là sẽ mất quyền lợi, không được đi bầu cử, không được có tiền già. Không biết ở Úc có giống vậy không? Ở Mỹ mà rớt quốc tịch là cúp tiền già đó. Cho nên bên Mỹ là phải đi học để mà vô quốc tịch, đậu quốc tịch mới được có tiền già. Và căn bản nhất là quyền công dân. Thì nói ví dụ như vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra bây giờ Pháp Hòa nói nè, mình không phát nguyện gì hết, nhưng mà thật ra mình cũng không hề giết ai. Thì đây nói giới chứ có giới gì đâu. Mình có bao giờ ăn cắp trộm gì đâu. Chưa. Thì phải không? Thành thử ra, thật sự ra trong năm này nè, mình giữ 1, giữ 2 gọi là tiểu phần cư sĩ, giữ 3 gọi là bán phần cư sĩ, giữ 4 gọi là đa phần cư sĩ, giữ được hết 5 gọi là toàn phần cư sĩ. Thôi mình cứ chọn đi, không? Phật cho mình trả giá đó. Tiểu phần, bán phần, đa phần hay toàn phần, tùy theo ý của mình. Thì Pháp Hòa giải thích sơ như vậy để đại chúng hiểu được ý nghĩa ba quy ha. Mình lại Phật ba lại là ý nghĩa đó đó. Lý do lại Phật ba lại là vì mình có tam bảo Phật Pháp Tăng. Còn cây nhang mà thắp 3 cây là vì chúng ta có giới định tuệ. Thôi thì đại chúng hãy cùng chắp tay, chúng ta đọc lời phát nguyện. Xin đại chúng chắp tay đọc theo. Con về nương tựa Phật, con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối, cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người, nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Quý vị phát nguyện ba lời quy y này xong, đây là giờ phút tiếp nhận năm giới. Xin đại chúng đáp rằng dạ giữ được, sau mỗi giới được hỏi. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Giới thứ hai, ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, mà con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những ai đang thật sự thiếu thốn. Đó là giới thứ hai, giới không trộm cắp mà phát tâm giúp người, chia sẻ bố thí. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ ba. Ý thức khổ đau đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm, bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người khác bằng cách không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Biết rằng lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những lời an vui, hạnh phúc, xây dựng. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết chắc rõ ràng. Và con ý thức mỗi lời nói của mình phải mang lại hạnh phúc, an vui cho người. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ năm. Ý thức được chánh niệm do ăn uống, tiêu thụ những sản phẩm hàng ngày gây ra. Con nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ những thức ăn hàng ngày. Những thức ăn có chứa độc tố như rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy. Con nguyện không tiếp xúc để bảo hộ được thân thể khỏe mạnh, hoặc là những thức ăn có chứa độc tố. Những phim ảnh, sách báo, trò chuyện, vân vân cũng có thể tác hại đến tâm thức của con. Và khi thân tâm không còn khỏe mạnh, nghĩa là có lỗi với tổ tiên khi đã cho con được thân thể khỏe mạnh này, và cũng có lỗi với người sau vì con không tiếp tục cho những thế hệ khác, thế hệ sau được sự khỏe mạnh, an vui của chính mình. Vì vậy giới thứ năm là với chánh niệm, giới chánh niệm tiêu thụ ăn uống hàng ngày để bảo hộ thân tâm cho thật khỏe mạnh. Đó là giới thứ năm. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Kính thưa đại chúng, hôm nay đủ duyên lành, quý vị phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì 5 cái điều mà chúng ta thực tập trong đời sống hàng ngày. Mong rằng đại chúng có đủ duyên lành tiếp tục phát triển sự tu tập của mình. Và xin đại chúng nhớ rằng Pháp Hòa thường hay nhắc, tu là sự chuyển đổi chính mình. Khi chuyển đổi được mình thì mình thể hiện được chữ tu. Và khi mình đổi được mình, mình sẽ làm hạnh phúc cho chính mình và người thân của mình và xã hội này. Còn hình thức tu như thế nào là tùy theo khả năng hoàn cảnh của mỗi người. Mỗi ngày chúng ta cần phải có 15 phút, 20 phút đọc một miếng kinh, ngồi tĩnh tâm hay niệm Phật, tùy theo cái khả năng và cái hoàn cảnh của mình. Nhưng không thể thiếu sự tu tập. Nếu không có sự hành trì thì sự tiến bộ không có. Như văn không ôn, võ không luyện thì chúng ta không thể nào giỏi được. Tâm thức mình cũng vậy. Hàng ngày không có tiếp xúc với cái điều thánh thiện đó thì tâm thức này không thể thanh lọc được. Mà cứ tiếp xúc với bụi bặm trần gian thì nó cứ phải dướng mắt hoài. Một ngày dính bụi suốt ở trong hãng, về phải tắm một chút, tắm cho sạch mới cảm thấy thoải mái thân thể. Cũng như thế, bụi trần mình bấm mỗi ngày, lấm vào người mỗi ngày. Một ngày phải có 15 phút để gột rửa cái tâm đó. Thân mỗi ngày phải tắm, tâm mỗi ngày phải gột rửa. Thì cứ như thế mà làm thì nhất định chúng ta sẽ có được sự sạch sẽ, gọn gàng, an vui ngay trong đời này. Thì thưa lẽ ra hôm nay quý vị sẽ tiếp nhận cái điệp giới của mình. Nhưng vì Pháp Hòa không có ở đây cho nên Pháp Hòa sẽ gửi về đây cho quý vị, gửi cho ban tổ chức, thì ban tổ chức sẽ liên lạc với từng vị để tiếp nhận cái điệp giới đó. Thì trong cái giới điệp đó, có tên của quý vị, có ngày sanh và có pháp danh của mình. Và các em nhỏ thì sẽ dịch luôn tiếng Anh để cho nó hiểu được cái ý nghĩa đó. Pháp Hòa mong rằng hôm nay chúng ta đủ duyên, được nương vào nhau để tu tập. Mong đời đời kiếp kiếp chúng ta làm bà con quyến thuộc Phật Pháp với nhau, để mãi mãi nuôi dưỡng cho nhau được hạnh phúc an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.